Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi tối thì mình đang có mặt tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vị trí mình đang đứng ở đây là tại cái khu vực trung tâm của thành phố biển Quy Nhơn đây. Đây là cái khu ngã sáu Ngô Mây, cũng như là cái khu vực quảng trường và tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành. Thì đêm nay là cái đêm thứ hai nghỉ lễ, từ đêm 27 cho đến là mùng 1 tháng 5. Thì trong video này mình sẽ lòng vòng mình review cái không khí, cái cảnh quan quang, cũng như là cái sự đông đúc đêm nay tại thành phố biển Quy Nhơn, gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nhé. Và nói hiện tại bây giờ thì dòng người đổ về khu vực quảng trường cũng như tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành á, đi qua cái đoạn khu vực này á, nói là cũng khá đông. Thời tiết đêm nay thì trời nó cũng không nóng lắm nha, không nóng lắm, mặc dù những ngày qua thì thời tiết là rất là oi bức, nhưng mà cứ về chiều đêm thì tại khu vực thành phố biển Quy Nhơn thì nhờ có gió biển cho nên là không khí nó rất là đỡ đi rất nhiều. Dọc cái con đường biển thì nó cũng khá là mát. Giờ mình thấy dòng người, xe ô tô các loại cũng như là xe taxi, xe điện, rồi xe khách du lịch đoàn á, ta đi qua lại đây rất đông nè. Rồi đi vòng. Đây, khu vực đây một quán cơm. Rồi giờ mình rẽ qua đường Xuân Diệu. Đây. Mà nói là năm nay nghỉ lễ khá là dài, tới 5 ngày, cho nên là không có cái điều kiện để du khách khắp mọi nơi, người ta có thể là đi trải nghiệm, đi du lịch đến những cái nơi mình yêu thích. Và thành phố biển Quy Nhơn cũng là một trong những cái điểm đến cũng khá hấp dẫn đối với du khách ở trong và ngoài nước. Không biết thì những ngày nghỉ lễ dài năm nay cái lượng khách đến Quy Nhơn ở mức độ như thế nào. Hiện tại hôm nay là ngày thứ hai, khách đã đến ngày hôm qua là ngày đầu tiên. Hôm nay ngày thứ hai thì mình thấy rồi, có lẽ là đông. Đây, khu vực này mình thấy xe ô tô ở các cái tỉnh thành người ta đến đây rất đông. Đây mình đi qua cái khu vực ở phía sau cái con đường này, mình sẽ chạy dọc cái con đường biển này, con đường Xuân Diệu này, xem đêm nay đông không. Ôi, xe ô tô là quá trời luôn, xe của các tỉnh thành ở Tây Nguyên này, rồi ngoài phía cánh Bắc, rồi Sài Gòn, rồi phía cánh trong Nam nữa nha, miền Tây nó cũng ra đây. Những năm qua thì tại thành phố biển Quy Nhơn thì thu hút rất là nhiều khách ở trong và ngoài nước đến du lịch, đặc biệt là vào dịp hè, dịp lễ, dịp Tết. Đây, đi dọc cái con đường Xuân Diệu ven biển này rất là mát nha, mát bởi vì nó trống, đoạn này là nó trống, mát lắm. Rồi đây. Ô, xe thì quá là nhiều luôn này chứ, quý vị các bạn thấy không, xe đò, xe cá nhân rất nhiều, rất đông. Đây, xe ô tô còn quá trời luôn. Đường này là cái con đường Xuân Diệu, cái nơi tập trung rất là nhiều quán hàng và nhà hàng hải sản,
nên tới mùa du lịch thì du khách người ta thường đổ xuống ở đây, vừa xuống con đường này vừa dạo biển chơi cũng như là ăn uống ở đây. Hải sản ở thành phố biển Quy Nhơn nó rất là phong phú nha, phong phú đa dạng lắm. Đây chỗ này là phố ẩm thực này, tổng phố ẩm thực đêm nay, phố ẩm thực đêm nay có vẻ thấy là chật cứng luôn, chật cứng người luôn. Mình đi nhanh nhanh cái đoạn này xíu, một xe ô tô quá để dày luôn rồi. Không còn chỗ mà để nữa rồi. Cái ngoài biển này người ta đi ra biển nhiều nha, đường Trung Diệu nè, đẹp quá trời luôn. Đây quán hàng hải sản đây rồi, chật người luôn ha. Quá đông luôn. Có thể hôm nay là khách sạn nhà nghỉ có thể là hết phòng luôn, cháy phòng luôn. Thành phố biển Quy Nhơn thì ngoài cái con đường Xuân Diệu, đường ven biển nơi tập trung nhiều hàng quán rồi nhà hàng hải sản ra, thì tiếp theo là khu phố ẩm thực, rồi là các cái con đường mà chuyên bán đồ ăn thức uống ban đêm tại thành phố biển Quy Nhơn thì nó cũng còn một số con đường nữa, số khu vực nữa, cho nên cái lượng người đến thành phố biển Quy Nhơn du lịch thì có thể nó chia rải rác ra khắp nơi, tùy theo cái nhu cầu tiêu tiền của từng loại đối tượng du khách. Khách sạn thì có thể là đi xuống con đường này đến các cái nhà hàng, hoặc là trên cái khu vực đường Nguyễn Trung Tín cũng một loạt nhà hàng đó. Khách bình dân thì chúng ta có thể chọn những cái nơi, những cái con đường mà bán ăn bình dân ở Quy Nhơn thì nó cũng rất là nhiều, nó cũng giá cả nó cũng phải chăng lắm, nhưng mà mình phải biết, mình phải hỏi để tránh cái tình trạng là ăn không ngon mà lại đắt đó. Đây, còn cái chỗ này là cái chỗ mà chuyên biểu diễn nghệ thuật vào những cái dịp lễ. Đây, cái này đông lắm, quá trời đông luôn rồi nè. Rồi mình đi tiếp cho nó hết cái con đường Xuân Diệu luôn nha. Ô tô để dày hết rồi, xuống tiếp cái này vẫn còn. Đi được một nửa con đường Xuân Diệu rồi đó, đi một đoạn nữa đến khu vực là đầu đường Xuân Diệu. Đầu đường Xuân Diệu thì nó nằm ở phía đông bắc của thành phố Quy Nhơn, còn cuối đường Xuân Diệu là nó nằm ở trên cái phía tây nam của thành phố Quy Nhơn. Ôi, xe ô tô quá nhiều luôn. Phải nói là những năm gần đây người dân Việt Nam mua và sử dụng xe ô tô ngày càng tăng. Vào những dịp lễ, dịp Tết thì người ta có thể đi du lịch, đi chơi ở xa nó rất là tiện. Rồi đây nữa đâu. Đây khu này xe ô tô đậu, nhìn ở trong đó nè, trong bãi trong đó nè. Quá trời luôn, bãi trong. Đây khu các cái nhà hàng hải sản ở đây nữa, quán nhà hàng đây. Đông người.
xuống dưới đây rất là mát nha. Mình đang xuống cái đoạn gần tượng đài chiến thắng luôn. Một chỗ này cũng xe tô để dọc hai bên quá trời nhiều luôn. Đang xuống khu vực tượng đài chiến thắng này. Rất là đông nha, xe tô để dọc dọc đây. Khu vực này thì chủ yếu người ta đi trải nghiệm vào hai cái quán cà phê ven biển này nè, bờ biển này. Hai quán cà phê bay biển đẹp nhất thành phố Quy Nhơn. Kia cũng như là phía đầu đường Trung Diệu thì dưới đó là nhà hàng rất là nhiều, nhà hàng hải sản. Nhưng mà cái điều ở dưới đó thì nhà hàng có vẻ là giá cả nó đắt, giá cả đắt, cho nên người ta cũng, khách du lịch người ta cũng rất là chọn ở những cái nơi nào mà giá cả phải chăng, giá mềm mềm người ta vào ăn uống, giá cao quá thì người ta cũng rất là không thích. Tâm lý chung của khách du lịch hiện nay là phải chọn địa điểm, chọn giá cả phù hợp phải chăng. Trong tiếp theo này ra khu dưới này là khu đầu đường Xuân Diệu, đi nhanh qua đoạn này nha. Đây là nhà hàng. Đây, khu nhà hàng cái này. Thời gian gần đây thì cái khu vực dưới này có vẻ là bị hụt khách rất nhiều so với giai đoạn trước kia nha. Bởi vì hiện nay tập trung lên phía trên nhiều hơn. Cái dưới này thì nó bị hạn chế đi. Đây nè, đây là khu những cái nhà hàng. Có thể nói những nhà hàng dưới này là nhà hàng nó sang trọng á, mà chắc là nó cao cấp hơn, sang trọng, cho nên là giá cả nó cũng khác. Dưới đây cũng xe ô tô quá là nhiều luôn. Rồi mình đã đi hầu như là gần hết đường Xuân Diệu rồi, xuống cái đầu đường này. Rồi chạy xe theo. Trời luôn. Rồi giờ mình đi sẽ vòng đến những cái vị trí khác nha, xem đêm nay vị trí khác nó như thế nào. Đây thì đây là khu vực chính của quảng trường đây nha. Dòng người đổ về khu vực quảng trường này thấy cũng khá đông nha. Ở trên cái quảng trường chính đó mình thấy chủ yếu là thanh thiếu niên, trẻ em là nhiều thôi. Mình đi qua đoạn này nha. Tượng đài Nguyễn Xuân Sắc cũng tập thành đây. Rồi
giờ mình đi tới khu vực ngã sáu Ngô Mây trở lại để mình rẽ sang đường Ngô Mây nha. Đây khu ngã sáu Ngô Mây này lúc nãy mình xuất phát nó cũng đông, bây giờ mình quay lại nó rất là đông giờ mình sang đường Ngô Mây. Mình đi nhanh qua đường Ngô Mây nha. Đường Ngô Mây thì cũng lác đác rồi đi lại chứ không có đông. Mình đi nhanh đoạn này đi để mình đi qua một cái khu khác, rẽ sang cái khu phố Nguyễn Thị Định. Sang đường Nguyễn Thị Định sang. Đi nhanh qua đoạn này nha. Đoạn này cũng chỉ là cái đoạn nối tiếp nha, nối tiếp giữa cái khu vực quảng trường tượng đài với cái khu phố Nguyễn Thị Định, đặc biệt là đường Nguyễn Trung Tín. Ôi, đây cái quán hải sản rất to này, quán vào mùa dịp lễ dịp Tết nó rất là đông. Chạy nhanh đến cái khu mới. Khu nơi tập trung hàng quán ở tại khu vực Nguyễn Thị Định đây này. Ở đây thì nhiều lắm, quán cà phê đủ quán dịch vụ ở đây, kinh tế cũng khá đông rồi. Các cái quán nhà hàng khác đâm thêm ở đây rất là đông, khách đông. Rồi đi lại cái đường Nguyễn Trung Tín, nơi tập trung vào những cái nhà hàng mới đẹp vào dịp hè, dịp Tết lễ thì thu hút rất là đông khách. Tới khu vực đường Nguyễn Trung Tín rồi này.
trình này nhà hàng mới, hôm nay là đêm thứ hai lễ dài đây mà thấy khách cũng đông đông lắm nha, cũng lèo tèo bữa này bữa kia cũng vậy. Có lẽ là người ta tập trung xuống dưới biển nhiều hơn, xuống biển nó mát, mùa hè thì thường thường tập trung xuống biển. Mặc dù ở khu này nó cũng rất gần biển thôi, nó cách biển chưa đầy, chỗ gần nhất khoảng chừng chưa đầy 200m, chỗ xa cũng 300m thôi. Nhưng ở trên này thì khách ít, có vẻ ít. Cô đây, cô đường Nguyễn Trung Tín. Đây đi ra biển nó tí xíu, 150m, 200m. Khu này là cái nơi tập trung những cái khách sạn mới, to đẹp. Ồ, những khách sạn này khách, lượng khách đến quá đông luôn nè, xe ô tô để dày chật cứng luôn. Đây để ra đường giáp với đường An Dương Vương luôn nè, sát biển luôn nè. Rồi và thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây những cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo, mình sẽ cập nhật cái thông tin ở Quy Nhơn cũng như là những chia sẻ gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Rồi mình xin dừng video này tại đây nha.